Phần 3. Năng lực của thiền. Các phương pháp thiền cơ bản. Có hai loại thiền. Thiền quán đòi hỏi bạn phải tư duy để hiểu bản chất của thế giới. Và thiền định đòi hỏi bạn giữ tâm lắng đọng, an tịnh, tỉnh thức trong hiện tại. Bạn không phân tích, suy tư hay vọng tưởng, chỉ cần tỉnh thức và cố gắng để tâm không sao nhãng. Thiền giúp chúng ta bình tâm, làm lắng đọng những dòng tư tưởng vẩn vơ và giúp chúng ta an trú trong sự giác tỉnh. Tiếp đến, chúng ta có thể khám phá và tìm thấy con đường cho riêng mình. Có rất nhiều cách để bắt đầu cuộc hành trình, nhưng tất cả đều có chung một hướng. Đừng lo lắng bạn đang ở cấp độ nào trên chặng đường này. Hãy tinh tấn thực hành. Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho bạn. Thiền định được thực hiện qua hai giai đoạn. Thứ nhất là thực hành thiền trong thời khóa tu tập chính thức. Và thứ hai là giai đoạn hậu thiền hay suy ngẫm thực hành trong đời sống thường nhật. Nếu bạn mới tu tập, tôi nghĩ rằng hậu thiền sẽ thích hợp và lợi lạc hơn. Khi tu thiền, ta phải an trú trong tâm không. Và đối với người mới thực hành, điều này thật không dễ dàng gì. Chúng ta có thể ngồi trong yên lặng, lãng phí rất nhiều thời gian tưởng như để thiền định, song thực chất lại thường dễ dàng lạc mất chính niệm. Chúng ta không biết điều gì đang diễn ra. Tâm ta bị phân tán, lang thang khắp nơi. Với hậu thiền, chúng ta lắng nghe mọi dòng suy tư và dành thời gian quán chiếu chúng. Ví dụ, chúng ta ngắm bình minh để suy nghĩ về tính vô thường và sức mạnh của hiện tại. Hoặc ta quan sát mọi người để thấy rằng tất cả chúng ta đều chung cảnh ngộ, rằng chúng ta đều giống nhau. Nhận xét này giúp chúng ta thêm hòa nhập với thế giới quanh mình, biết tự nhìn nhận và quán chiếu mọi lỗi lầm, cố gắng trưởng dưỡng những phẩm hạnh và động cơ chân chính. Chúng ta có thể thiền quán trong bất cứ hoàn cảnh nào để chiêm nghiệm về lòng từ bi, nguồn cảm hứng, tâm trí thành, tình yêu đích thực hay những điều tương tự. Chúng ta thậm chí có thể hành thiền hàng ngày theo những cách rất đơn giản. Ví dụ như ngay tại công sở, mỗi khi có vấn đề xuất hiện, ta lại quán chiếu tâm ta, để ý xem cách tâm phản ứng và những bài học ta có được. Cuộc sống hàng ngày có vô số cơ hội để chúng ta thực tập các chủ đề như lòng từ bi, xả bỏ bám chấp. Khi chúng ta thực sự quan sát cuộc sống hàng ngày với con mắt thiền quán, mọi thứ sẽ trở nên sống động và gần gũi, thay vì là những bài pháp hay những lạ lẫm xa rời thực tế. Thông thường, chúng ta hay bị mắc kẹt trong tham ái của bản thân mà quên mất những gì đang diễn ra xung quanh. Khi bắt đầu quan sát từng chi tiết của thế giới bên ngoài, ta sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng, niềm xúc động từ những con người và sự việc mà trước đây mình chưa hề để ý. Đối tượng khám phá không cần phải to tát xa xôi. Mọi chuyển động, suy nghĩ và hình tướng đều có thể trở thành giáo pháp chân chính. Những bài pháp thực tiễn này giúp ta mở mang trí tuệ, hiểu biết với hiệu quả lớn hơn nhiều việc tiếp cận lý thuyết sách vở. Do vậy, hãy để ý, chúng ta sẽ tìm thấy giáo pháp ngay trong cuộc sống diễn ra quanh mình. Hãy bắt đầu bài thực tập này bằng cách đơn giản là nhìn kỹ hơn vạn pháp quanh ta. Có thể lúc đầu bạn dành một chút thời gian thực tập, rồi từng bước biến thực hành này thành một phần của đời sống hàng ngày. Thay vì ngồi trên tàu hỏa vùi đầu vào mấy tờ báo nhàm chán theo thói quen cũ, hãy thử quan sát mọi người và cảnh vật mà trước đây bạn chẳng bao giờ để tâm. Có thể một phụ nữ cao tuổi sẽ cảm ơn vì bạn biết lịch sự nhường chỗ ngồi cho bà. Nếu vẫn cúi đầu đọc báo như mọi khi, có lẽ bạn đã không thể nhận ra những người cần được trợ giúp như vậy. Đối với tôi, quán niệm tư duy giúp tôi thực sự thư giãn.
Nó giống như cảm giác được bơi lội thỏa thích giữa đại dương bao la. Tôi cảm thấy an nhiên tự tại. Đó là dấu hiệu của sự gia trì và chỉ ra rằng tâm tràn đầy cảm hứng đang hiển hiện. Tôi không muốn nói đến khía cạnh thỏa mãn các giác quan, nhưng bằng việc quan sát, tôi cảm nhận được niềm an lạc sâu sắc với trí tuệ hiểu biết. Chỉ cần ngắm nhìn mọi thứ xung quanh là tôi được truyền cảm hứng. Điều đó xảy ra rất tự nhiên. Trong quá trình thực hành, tôi cũng khuyên bạn quán chiếu về những thăng trầm trong cuộc sống. Bạn không nên chôn vùi những bí mật này và dồn nén cảm xúc. Hãy để chúng hiển lộ, để bạn có thể chiêm nghiệm và rút ra bài học. Điều này thường không dễ dàng như ta tưởng. Bị bủa vây bởi các lớp vỏ của bản ngã và sự hiểu lầm vô minh, chúng ta rất dễ bị mắc bẫy rồi tự lừa dối bản thân. Hãy cởi mở với những góc khuất của chính mình và soi dọi chúng từ những góc nhìn khác nhau. Chẳng hạn, nếu bạn cảm thấy lo lắng và sợ hãi về một điều gì đó, đừng vội cho rằng như vậy là ngớ ngẩn hay yếu đuối. Ngẫm xem có gì ẩn chứa đằng sau những cảm xúc đó, rồi bạn sẽ biết cách nhìn nhận vấn đề với nhãn quan tích cực hơn. Vâng, bạn có thể lo sợ một việc gì tệ hại sẽ xảy ra, nhưng thường thì điều đó cũng hàm ý rằng bạn đang nắm trong tay cơ hội tuyệt vời để thực hiện một việc làm có ý nghĩa ngay bây giờ. Bạn lo lắng về một điều sẽ trôi qua. Vậy sao không trở về hiện tại để tìm lại nguồn cảm hứng, thay vì bạn bận tâm lo lắng về những mất mát thua thiệt? Thiền định và quán tưởng là những phương tiện hiệu quả giúp bẻ gãy vòng xoáy tiêu cực của luân hồi phiền não. Với tâm hứng khởi, bạn có thể quán chiếu mọi tình huống từ góc độ mới mẻ hay tìm thấy bài pháp từ những thách thức trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn hay than vãn, ôi mình lại mắc sai lầm, hay sao mình luôn xui xẻo vậy, hãy tự cho mình chút thời gian để dừng lại, hít thở thật sâu và bình tĩnh suy nghĩ. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng mình chẳng cần chạy theo những lối mòn và tìm được cho mình một con đường mới. Thực hành theo cách này, bạn có thể xả bỏ được những dòng suy nghĩ luẩn quẩn đang chiếm lĩnh tâm trí khiến bạn mơ hồ lạc lối. Thay vì tưởng tượng những điều tồi tệ đến từ một tương lai bất định, hãy tri ân những gì mình có ngay trong lúc này.